kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Suki Hayabusa 2020, tác hại tiếp theo được tiết lộ chi tiết mới. Hiện tại thì cái mẫu xe Suki Hayabusa đã bị ngừng sản xuất hầu hết các thị trường, và cái tin đồn về cái mô hình mới đã được lan truyền trong suốt cái thời gian vừa qua. Mới đây, những phương tiện truyền thông Venice UK đã chia sẻ những cái bản đầy thú vị về cái bản thiết kế được cho là cái chiếc Suki Hayabusa 2020 thế hệ tiếp theo, dự kiến được ra mắt vào đầu năm 2021. Góc ảnh các bạn, cái góc ảnh về cái bản thiết kế mới được dự đoán là của cái chiếc Suki Hayabusa 2020 thế hệ tiếp theo, được lộ diện một cái mẫu xe hoàn toàn mới, ứng dụng chung cái khung sườn phiên bản trước đó. Khối động cơ mới này cũng được xây dựng dựa trên cơ sở phiên bản cũ là cái khối động cơ 4 xanh thẳng hàng với một cái dung tích 1340 phân khối. Và qua cái bản thiết kế ở phần động cơ cho chúng ta thấy không có chuyện Hayabusa thế mới này được trang bị hệ thống tăng áp như những tin đồn trước đó. Cũng qua đây, một số phương tiện truyền thông của nước ngoài cũng dự đoán rằng sẽ có cái sự thay đổi về cái dung tích xanh. Một bộ phận cái cần số đơn được đặt ở trước, vị trí từ khung phụ xuống ống xả vẫn là trống, chưa có biên kích nào. Hai chỉ chọn hộp số cũng được mong đợi là thủ công và bán tự động. Ở cái phiên bản hiện tại thì Suki Hayabusa 2009 đang được bán tại Ấn Độ, không thể hiện được hoặc không được bán ở các thị trường châu Âu vì nó không đáp ứng được các tiêu chuẩn thay Euro 4. Cái mẫu Hayabusa 2009 sở hữu trên mình cái khối động cơ là 199 hp với một cái mô men xoắn là 155 Nm, trọng lượng dự ở mức là 268 kg. Việc trang bị bình xăng lớn lên tới là 21 lít giúp cho cái mẫu xe này trở thành một cái chiếc tourer hoàn hảo nhất hiện nay. Suki Hayabusa 2009 đang bán ở thị trường Ấn Độ bao gồm hai màu sắc là xám kim loại và đen. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like và subscribe.